Thưa quý vị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đã từ trần vào tối qua 9 tháng 6 năm 2023. Sáng nay, Ban tổ chức lễ tang Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh đã tổ chức lễ viếng Thiếu tướng tại nhà riêng gia đình ông ở số 151 Huỳnh Thúc Kháng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dự lễ viếng có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh sinh ngày 8 tháng 2 năm 1935 tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Gần 40 năm tham gia chiến đấu, công tác phục vụ công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc và kiến thiết tỉnh nhà. Hơn 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, được Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tỉnh nhà giao nhiều nhiệm vụ rất quan trọng. Và dù ở cương vị nào, đồng chí cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ, là tấm gương sáng cho mọi người học tập noi theo. Sau thời gian lâm bệnh nặng, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các cơ quan, đơn vị và gia đình tận tình chăm sóc. Các y bác sĩ hết lòng cứu chữa, nhưng vì tuổi cao, sức yếu, Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh đã từ trần hồi 19 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6 năm 2023, nhằm ngày 22 tháng 4 âm lịch tại gia đình, hưởng thọ 89 tuổi. Lễ truy điệu Thiếu tướng Nguyễn Minh Ninh sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 năm 2023 theo nghi thức lễ tang cấp cao trong quân đội tại gia đình. Sau đó linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Long Hương, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa.